Mới đây, Viện Kiểm sát tỉnh Triệu Dương, Bắc Kinh đã tiến hành xét xử phiên tòa sơ thẩm của Ngô Diệt Phạm. Theo đó, Ngô Diệt Phạm sẽ phải lĩnh bản án 11 năm 6 tháng tù do tội cưỡng hiếp và 1 năm 6 tháng tù vì tội quan hệ tập thể, tổng là 13 năm tù. Do mang quốc tịch Canada, sau khi thụ án, anh sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc và không được phép nhập cảnh trong vòng 10 năm. Trước đó vào năm 2021, Ngô Diệt Phạm từng khiến showbiz Hoa ngữ dao đảo vì lùm xùm hiếp dâm trẻ vị thành niên. Theo IFAN, Ngô Diệt Phạm trải qua nhiều phiên thẩm vấn từ phía cảnh sát. Nội dung chi tiết buổi làm việc không được công khai, song nam diễn viên cho thấy dấu hiệu hợp tác và thành khẩn khai báo. Một nguồn tin tiết lộ lời khai của anh hơn 10 trang giấy. Trong đó, tài tử bước đầu thừa nhận hành vi có quan hệ tình dục với một cô gái 14 tuổi. Ngoài ra, một số tên tuổi trong showbiz cũng là đồng phạm của anh. Truyền thông Trung Quốc cho biết thời điểm bị bắt giữ, Ngô Diệt Phạm tỏ ra hoang mang. Anh liên tục gào thét, khóc lóc xin phía cảnh sát tha cho mình vì cho rằng phạm tội lần đầu. Vụ việc ồn ào của Ngô Diệt Phạm trở thành đề tài gây chấn động showbiz Hoa ngữ. Không dừng ở câu chuyện cá nhân trong giới giải trí, nhiều cơ quan thuộc giới chức Trung Quốc lần lượt lên tiếng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.